Rồi anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái con xe gọi là con xe Mary chịch mệt. Pardon, Mary gì? Mary chịch mệt đúng không? Mary chịch mệt. Lộn, đúng không? Đúng tiếng Anh không? Lộn chứ không phải Mary chịch mệt nha anh em. Thì đây là tại sao nói đây là một cái con xe mẫu Giáng sinh. Ví dụ đi. Ví dụ nó đây là màu xanh này đúng không? Mình thử mình lấy cái nắp màu đỏ mình để lên. Thấy không? Là có không khí Giáng sinh liền, thấy không em? Đỏ đỏ xanh xanh là có không khí Giáng sinh liền. Đó, mình thử để mình đội một cái nón, kiếm cái nón đỏ đỏ coi. Đó. Ví dụ mình sẽ đội một cái nón đỏ đỏ. Rồi, tại cái này không có nha anh em, không có đồ gì để làm nên mình lấy nó. Mình đội một cái nón đỏ đỏ. Mình cầm cái này nữa là thấy có không khí Giáng sinh liền anh em. Không khí Giáng sinh tràn ngập liền, đỏ đỏ xanh xanh là thấy Giáng sinh liền. Đó, thôi. Rồi, không có giỡn nữa nha anh em. Thì bây giờ mình vào để mình... rất kính hả? Vào để mình review cái con xe này nó có gì đặc biệt. Rồi ok. Rồi chả nè, quăng nè. Rồi thì ở trên con xe này điều đầu tiên là cái màu xanh của nó là màu xanh cao qua, rất là đẹp. Đó, rồi cái điều thứ hai thì nó có nhiều đồ chơi thì không nói rồi. Ở đây có chống đổ. Đây con xe mình bán ra nha anh em. Con xe mình bán ra, mình thu vào rồi mình bán ra. Bách giá đỡ điện thoại nè, chống đổ nè, kính độ nè, quay gần cho anh em xem, bảo vệ bình xăng nè, bảo vệ bình xăng chống chày nè, chống trượt nè. Ở đây có một cái rất là hay, đó là người ta đã lên một cái ba ga sau để khi mà anh em đi phượt hay là đi xa anh em có thể để đồ ở đây và anh em rèn lại đó. Và cái khi mà người ngồi sau đây á, người ta sẽ dựa vào đây. Nhưng mà đối với những con này mà đi hai người á thì nó rất là mỏi nha anh em, tại là nó dán sport á, nó chồm xuống gì nó rất là mỏi. Rồi ở đây thì có chắn bùn, người ta còn gọi cái này là đồ gẹt bùn đó. Rồi ở đây là bát biển số, đút ra đút vô, xi nhan độ, có cái bô nè, thì mình đã cho anh em nghe tiếng rồi đó. Cái này cũng lên cái bình màu xanh xanh luôn, trời, nhìn nó đúng giáng sinh luôn á, nhìn là đúng là đúng là chịch mệt luôn á đó. Thấy không, bình này đẹp ghê luôn ha. Ồ nãy anh chị là lấy ra đồ Vinh hết chưa? Sao không đem xuống, nãy anh dặn mà. Con này full đồ Vinh luôn, không có thiếu món nào hết đó nha anh em. Thì bây giờ nó có một cái đặc biệt nè, em cầm máy để cho thằng Hưng nó vô nó là con xe này á lên chống giữa anh em, nên muốn quay cho anh em. Em bend xuống rồi, anh bend cái chống giữa lên. Rồi bên cái chống giữa lên, mình không cần chống đứng này nha anh em, cái xe này đã độ sẵn á. Rồi bên lên, trời ơi BD quá, đạp xuống. Rồi đạp mạnh xuống, anh đứng vậy sao đã. Rồi tự ơi tự dắt đi đó, lùi xuống thẳng xuống. Rồi trời ơi, một quá trình khó khăn. Cái này tại vì nó không biết bên thôi, chứ mà gặp người biết bên là rất là dễ ha.
đó thì đã lên cái chống đứng là anh em có thể tham khảo, mà anh em lên cái này mình không biết lên đâu hết cho nên mình không giới thiệu anh em được. Cái này là xe lên sẵn mình quay thôi. Thì khi mà có cái chống đứng này á thì anh em sẽ thuận tiện cho cái việc mà mình rửa xe hơn. Mà nếu như không có chống đứng này thì anh em phải sử dụng cái loại ben này như mình đang sử dụng cho những cái con xe đó. Thì đó, mình rửa xe mình ben nó rất là dễ, thấy chưa? Rồi mình dựng nó cũng gọn gàng nữa đó. Đây là một cái mà để giới thiệu cho anh em. Còn cái này đổ ở đâu thì mình không biết, không biết thiệt luôn chứ không phải không biết giỡn đó. Rồi anh em coi chưa, chiếc xe này hầu như là đã lên mọi thứ rất là tiện lợi rồi. Con xe này á là chủ xe đã cọc mình rất là lâu rồi, cọc mình từ hồi tháng 9 tháng 10 rồi đó. Nói là muốn Noel là để lấy xe, thì hôm nay là ngày 12 tháng 12 là lấy xe để về rồi mình chủ xe lên một số món nữa, chủ xe rồi trang trí mấy con thần lộc nữa đây. Trang trí mấy con thần lộc ông già Noel rồi cho nó có không khí Noel. Cái này để chân sát bên cây thông là y bài luôn á. Con này mà để chân sát bên cây thông là không đụng hàng luôn. Rất là đẹp, màu xanh của nó sáng lắm. Màu xanh của nó cực kỳ sáng. Rồi bây giờ cho anh em xem mấy chức năng nữa. Thì con này tiết kiệm nhiên liệu lắm. Thì anh em coi kênh mình thì mình con này review quá nhiều cho nên mình không có nói nhiều về cái cục máy nó nữa. Đó, cho anh em coi xin nhanh. Đó, xin nhanh xanh nè. Quanh kia bên đây có xanh vàng đỏ nè, không khí Noel tới liền. Này anh em biết làm thêm gì không? Quấn mấy cái dây đèn Noel lên đó là đẹp y bài luôn, là tuyệt vời luôn á. Rồi cho anh em nghe lại tiếng bô. Con này là có tiêu rồi nha anh em, không có tiêu là nó nổ ghê lắm á. Có tiêu rồi nên nó êm đó, tiếng ga anti nè. Rồi thì như vậy nói sơ sơ vậy con xe này cho anh em thôi. Thì con xe này rất tiết kiệm xăng đó. Thì bây giờ cũng chúc anh em có một mùa Giáng sinh thiệt là vui vẻ an lành. Những anh em mà có người yêu thì chúc anh em merry chịt mệt đó, còn những anh em chưa có người yêu thì sao ta, ở nhà xem clip của tôi.